For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Cuộc gặp ấm áp của ba thủ tướng giữa Tokyo. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia đồng ý hợp tác phát triển mô hình du lịch Một Hành Trình Ba Điểm Đến. Ngày 17 tháng 12, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonasay Sifandan và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Việc ba thủ tướng gặp nhau cùng ăn sáng, làm việc là một hoạt động đã được thống nhất tạo thành một cơ chế thường xuyên vào mỗi dịp dự các hội nghị đa phương. Hình ảnh ba thủ tướng trò chuyện thân tình ấm áp với những cái bắt tay thắm tình láng giềng đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp dự các hội nghị đa phương, dù là ở giữa lòng châu Âu hay trên đất nước Mỹ hoặc ngay tại quê nhà. Ba lãnh đạo đều đánh giá cao hình thức tham vấn linh hoạt giữa ba thủ tướng nhân dịp tham dự các hoạt động đa phương, góp phần quan trọng rà soát và tìm hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Tại cuộc gặp hôm nay, các nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước đang tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật gần đây nhất là thành công của Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất tại Viễng Chăn, Lào và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thiết lập cơ chế họp ba thủ tướng chính phủ nhằm hiện thực hóa các kết quả đã đạt được tại cuộc gặp cấp cao người đứng đầu ba đảng Campuchia, Lào, Việt Nam. Ba thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường đoàn kết giữa ba nước trong đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước, duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác. Đồng thời, ba nước tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các bộ ngành, đặc biệt giữa các bộ quốc phòng, công an, nội vụ và ngoại giao, tăng cường kết nối ba nền kinh tế cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, cùng chung tay tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển. Ba thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích hơn nữa thương mại, đầu tư, chú trọng thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước. Cùng với đó là đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, mở thêm các chuyến bay giữa ba nước, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng, hợp tác phát triển năng lượng sạch, tích cực triển khai kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế đến năm 2030. Việt Nam, Campuchia, Lào phát triển mô hình du lịch Một Hành Trình Ba Điểm Đến. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Campuchia về sớm tổ chức hội nghị Bộ trưởng Du lịch ba nước tại Campuchia nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch giữa ba nước, đặc biệt là phát triển mô hình du lịch Một Hành Trình Ba Điểm Đến. Các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa thế hệ trẻ, nhất trí đẩy mạnh giao lưu, tập huấn thanh niên và lãnh đạo trẻ nhằm vun đắp cho thế hệ tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những vấn đề khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp duy trì đoàn kết, lập trường, vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, khẳng định trọng tâm của ASEAN là tăng cường tính kết nối và tự cường. Thủ tướng Lào cảm ơn sự hợp tác tích cực của Campuchia và Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ hỗ trợ tối đa giúp Lào đảm nhiệm thành công nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN năm 2024. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.